Đền Thác Con, Hà Giang. Đền Thác Con tọa lạc bên tả ngạn của dòng sông Lô, uốn lượn xuyên qua trung tâm của thành phố Hà Giang, thuộc tổ 8, phường Trần Phú, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang. Đền là một ngôi đền rất đẹp của thành phố Hà Giang. Ngôi đền này còn có gọi tên khác là Đền Gia, tức là bà mẹ nhân từ của con dân vùng đất Hà Giang. Thượng ngàn trầu bà đệ nhị tối linh, ngôi cao công chúa quyền hành núi non, danh thơm đã nức tiếng đồn, sấm gian mặt biển chớp mưa tuôn đầu gành. Chầu đệ nhị hay chầu đệ nhị thượng ngàn, tương truyền là chầu bà không sai của thánh mẫu thượng ngàn, cai quản miền rừng núi. Trong thần điện và trong nghi lễ hầu đồng của tín ngưỡng thờ mẫu tứ phủ, chầu ngự áo màu xanh lá, màu của nhạc phủ, và chít khăn buồng. Chầu bà là vị thánh chầu thường xuyên ngự đồng ban tài tiếp lộc cho các con nhang đệ tử khi có đại đàn. Chầu bà về chứng tòa sơn trang, chứng mâm dầu mình, có khi sang khăn xẻ bóng cho tân đồng trong lễ mở phủ. Bên trong đền có thờ bà chúa thượng ngàn, mẫu Liễu Hạnh và hai công chúa của nhà Mạc. Sự tích đền Thác Con của Hà Giang được mọi người biết đến qua các sự tích kể lại rằng ngày xưa cách đây khoảng 300 năm, nơi đây thờ bà chúa Bản, người được vua Lê phong tặng cho danh hiệu Thượng Ngàn Thánh Mẫu. Người dân tôn kính bà làm Thánh Mẫu, bà chúa Thượng Ngàn bởi là người có công đóng góp tiền bạc và lương thực giúp vua Lê Lợi đánh thắng giặc Minh ở vùng biên ải Hà Giang, Tuyên Quang và Cao Bằng. Về sau, người dân nơi đây xây dựng và tu sửa, tôn tạo thành khu vực đền được rộng và đẹp, khang trang như ngày hôm nay. Ngày chính hội là ngày Mão đầu tháng Giêng và ngày Mão đầu tháng 9 âm lịch hàng năm.
Thank you.